sao y hủ sao mà nó xui rủi với anh đó. Con thường cào cũng lên tiếng già cũng chứng kiến sự việc, không có một mình không có nghe kỳ lúc đó ghe cào ghe ruộng chạy như bánh canh thường này nó chạy thấy đường mình nằm không yên với nó là thằng cháu tôi nói nè. Ủa, là tôi nói về chú nghe. Dạ. Là nó 12 giờ khuya nó neo rồi nó mới điện cho công an phường vô. Ở vậy vô là cháu rồi, cháu của chú là làm công an phường ạ. À? Ờ, rồi bắt đầu là nó mới xong rồi nó mới về. Nó về sáng lại nó mới điện cho công an huyện á, là sáng bữa sau nó mới lên ăn Tết. À, đó. Là cách tận một ngày liền hả chú? Ờ. Là cách một ngày rồi qua bữa sau rồi bắt đầu công an phường nó mới điện cho công an huyện lên. Công an huyện lên ăn Tết rồi đàng hoàng rồi đó. Rồi công an huyện nó mới đi về. Về nó mới điện cho cái người nhà của cô Hà đó. Là 3 giờ chiều đó. Là mấy người nhà của cô Hà xuống. À thông tin này có chính xác không ạ chú? À, chính xác đó. Bây giờ tôi nói với chú là chú biết đó là kêu anh hai của cô Hà đó là đi xuống công an phường đó hỏi đó, là bị trong lúc 12 giờ khuya đó công an phường vô nó có lập biên bản mà. À làm lúc à là 12 giờ khuya là công an phường tôi là biên bản anh Tuấn luôn à chú? Ờ à, đúng rồi công an báo mà vô lập biên bản tôi mới báo về huyện. À đó dạ, bây giờ chú muốn chính xác nữa là kêu là anh hai của cô Hà chứ bà già của cô Hà đó là dạ. Đi xuống công an phường đó giờ mình giả bộ mình hỏi thăm à, là coi như là đi xuống dưới đó nó cho biết là cái ngày nào mà chú Tuấn vô báo đồng mình biết cái ngày chết đang về là cúng dỗ. Vâng 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 vậy là cái thông tin mà chị Hà mà chết ngày mùng năm đó là cháu của chú đã nói lại với chú ạ. À? À đó nói cho chú gì đó trời ơi. Vâng vậy là đúng là những cái lời nói của dì Mười là đúng đúng không chú, là ở đây là à, ra là nó phi tang vào từ lúc 12 giờ đêm rồi. Đúng 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 nguy gan vậy đó. Trời ơi là chết bằng ngày rồi tối nó mới phi tang là nó vô nó báo là 12 giờ phía đó. Vâng chết ban ngày nhưng mà đến ngày hôm sau là nó mới báo với công an mới báo với nhà gia đình của chị Hà. Đúng rồi là bị gì đâu có báo đâu, là bị gì tôi nói chú là ở phường nó báo về huyện là sáng bữa sau lên ăn kết rồi là công an phường nó mới về. Cái gì mới báo cho người nhà của cô Hà. Vâng, vậy là tận 12 đến 24 tiếng là lúc đấy là gia đình chị Hà mới biết cả chú. Đúng đúng, đó là tới 3 giờ chiều bữa sau. Mà thực ra chị Hà đã mất từ ngày hôm trước rồi. Đúng. Vâng, nói chung là vụ việc này bây giờ cũng đang dần sáng tỏ rồi chú ạ. Bởi vì chắc chắn là bây giờ là những cái lời nói của những cái người nhân chứng ở trong kho cá mà cũng đã nói mà là thấy anh Tuấn đi báo công an lúc 12 giờ đêm mà. Thì bởi vậy ý chú nói với chú là muốn chính xác nữa là chú nghe lời tôi nói với là coi như là anh hai cô Hà với mẹ cô Hà nó đi xuống công an phường hỏi và là chú Tính nó vô báo với công an phường đó là hồi lúc mấy giờ đặng tôi biết rằng cái ngày con tôi chết đặng tôi nữa tôi cúng cơm đó. Vâng vậy là chính xác đó chú nói. Dạ vâng, cái sự việc này nó đã quá rõ ràng là bởi vì là bây giờ những cái lời nói từ người thân trong gia đình nói cũng đã thâu đúng rồi, và lời nói của bà Năm nó đâu có đúng đâu, thời gian mốc thời gian đâu có đúng đâu, vì ban ngày biết bao nhiêu người nhìn thấy rồi. Tôi nói với chú là mấy thằng này nó, tôi nói cái gia đình của nó là nó xạo không à, nó dựng chứng lên không à. Vâng. Đó, tôi nói với chú là vậy đó, chú muốn biết chính xác nữa là chú công an phường này xuống dưới không bao giờ nó dốc được. Là xuống dưới đó là có biên bản người ta đàng hoàng là giúp báo là 12 giờ phía là đó. Là tới sáng ngày qua bữa là bữa sau đó là sáng lại là công an phường nó mới báo về với huyện lên ăn Tết. À vậy Tết là cái đêm đó là ở phường đó là họ lên xác nhận trước hả chú? Đúng đúng vậy ở gần mà. À là rồi Tuấn sáng... anh nghe báo công an phường là công an phường đến. Vậy mà anh Tuấn nói là anh Tuấn mặc đồ đi báo công an giao thông. Vậy là những cái lời này toàn là nói giả dối không à? Công an phường. Dạ, công an trường, rồi, phường xác minh xong mới điện cho công an huyện. Rồi sáng bữa sau á, sáng lại công an phường mới điện cho huyện mới lên. À. Rồi tôi nói, huyện mới lên, nó lên ăn Tết xong rồi đàng hoàng nó mới lại đi về rồi bắt đầu nó mới điện cho cái nhà của cô Hà đó là 3 giờ chiều. Vâng, thảo nào. Chú nghe tôi nói kỹ chưa? Dạ.
Vậy đó, còn muốn chính xác nữa là tôi nói với chú là kêu anh hai của cô Hà đó với mẹ cô Hà đó là đi xuống với công an phường đó là hỏi, là cái lúc đó là cái người con rể của tôi đó nó vô nó báo là lúc mấy giờ là công an phường nó nói là biết chính xác là 100%, không có ngàn phần ngàn luôn. Vâng, bởi vì vụ việc này bây giờ là đang nghi ngờ là có nhiều người liên quan lắm á chú, chứ không phải một người đâu. Thì bởi vậy tôi cũng coi hoài mà tôi thấy mấy chú nói này nói kia rồi này nọ, mấy cái tụi kia là nó giả nó dựng lên không à. Bị gì tôi nói nghe, ở đó ở xóm đó tôi ở gần đó chứ đâu, Dạ vâng. là cự lộn giác sáng rồi, Ủa, là chú cũng nghe luôn ạ? cự lộn giác sáng rồi bắt đầu nó mới đi lên trên cự với trên kho rồi 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 thấy thấy im rồi mới thôi mới đi xuống với xà lan. Đi xuống xà lan rồi bắt đầu không biết là có cự cãi gì ra nữa rồi xảy ra cái trong lúc đó đó là qua bữa là trong cái ngày đó cái ngày cự lộn giác sáng đó là qua tới chiều luôn là bắt đầu là khuya lại là nó lên nó báo công an đó. Vậy là ở đây là anh Tuấn với chị Hà là đã cãi lộn với nhau từ sáng ngày hôm đấy rồi. Chắc có cùng Sáng năm rồi. đó đúng rồi đó, sáng đó, tôi không biết ngày mùng mấy nha Dạ. mà giác sáng nó cự lộn trên kho rồi có lên trên kho cự À. cãi rồi mới mới đi xuống với tàu Vâng. Vậy là vụ việc này chứng đi tỏ là nhiều người biết đấy chứ chú rể, nhưng mà người ta sợ, người ta không dám báo đấy chứ. Người ta sợ chứ đúng gì đúng á. rồi đúng rồi bây giờ tôi mới nói với chú đó vậy đó cự lộn rồi bắt đầu là cái tàu nó đậu cái chân ngoài cái phao đó nó đi đò vô ra vô ở trong kho đó nó coi đang tới tài đang nó lên hàng đó Vâng. đó rồi nó cự lộn xong rồi đàng hoàng đó là tôi nói với chú là ở đó là gió nó xuôi nó đưa vô đó cự lộn mà tôi tính nói với tộc với chú được không Vâng. xuống với cự lộn đó rồi đòi tiền đồ bạc gì đó rồi chị Hà chỉ nói đó mày lấy tiền của tao mày đi cho ăn rồi không tiền đâu mà tao đưa mày lấy cái lọ này mà cho nó ăn đi Trời ơi, nói vậy luôn hả chú? nó vậy đó Trời ơi, vậy chứng tỏ là cãi nhau ghê lắm nên là mới cái xảy ra cái sự việc này mà. Theo cháu nghĩ ở đây là anh Tuấn anh có âm mưu từ trước rồi quá. đúng rồi không biết cái đó tôi không có biết nha vậy đó tôi nói Vâng, chú là vâng. vậy đó Dạ vâng, vậy là ở đây đó có cũng có sự xác nhận của cái là phường lên trước rồi xong là mới báo huyện. Là cái việc này là cũng đúng đúng như cái lời mà dì Mười nói là xảy ra vào ban đêm 12 giờ đêm. đúng chơi gan vậy đó báo công an phường vô trước làm bằng đêm đó rồi công an phường sáng nó mới báo gì với huyện huyện mới lên Vâng. lên ăn kết xong rồi đàng hoàng nó mới về về rồi nó mới báo về cho gia đình của cô Hà là tới 3 giờ chiều đó gia đình cô Hà mới xuống đó Vâng, vậy là sự việc này đã quá là rõ ràng rồi chú nhỉ. Vì lẽ nó già dính như là để già sớm giờ con coi già ngang ngang xà lan mình đó rồi con lên cho dài rồi nói đi nổ lên nó có gì đâu mà bên đây nè thằng dọn đó
Dạ. Dạ. Em thấy em mới hỏi qua bà làm gì nó tự dặn cho vừa lòng. Dạ. Em mới nắm vợ em lâu vô chỗ này nè, ngồi đi giữa 50 phút kia thì em mới đi vô làm giỏng. Dạ. Được bao nhiêu vậy? Hả? Bao nhiêu của mấy vợ? Lúc đầu đó là 11 giờ giữ gì đó. Rồi tới 11 giờ 38 có điện cho nhỏ con. Dạ. Điện con gọi cho nhỏ con mà em không có nghe. Dạ. Nhỏ con nó mở điện thoại lên là 11 giờ 38 phút. Dạ. Nó em vô làm giỏng mà không có nghe. Rồi lúc mà chị Lộc với là anh có phát hiện vợ kịp không hay là không anh? Lúc vợ ngậu đây em mới tới sao em làm giỏng đi tiểu vô tình em gặp Châu với xong. Châu khoảng 10 mét rồi em chặt cái xuồng em bơm dưới. Em nghĩ vợ biết lậu đó, mình bơi xuồng nắm vợ lên xuồng ngầu cho nghỉ mệt đó cho khỏe. Dạ. Chứ phao thì có đó. Dạ. Vợ biết lậu mình đâu có nghĩ mà đâu tình trạng vậy mà vợ mất tiêu luôn. Dạ. Dạ nói em sao mà không lấy phao mà lấy xuồng. Thấy vợ biết lậu nên lấy phao xuồng lâu vợ mình lên ngầu cho nghỉ mệt nữa. Dạ. Lợi gần tới 10 mét gì nó ướt lên nó chạy mất tiêu luôn. Bơi lại là không kịp nữa ha. Bơi là không kẹp, còn có 10 thước á. Dạ. Thấy vợ em ngước lên á, cũng như có ai gịch xuống cái thị mất tiêu luôn. Dạ. Là không thấy nổi lên luôn. Dạ. Rồi em bơi xuồng vòng vòng, đợi 10 phút, 15 phút, không thấy vợ nổi lên, em hoảng hồn. Trong khi á, là nó điện con vợ, con có nói nghe là 13 giờ, 11 giờ 38 phút. Cái anh này nó báo với tôi là vợ nó chết, tôi quay đồng hồ là có 11 giờ 47 phút à. Tại chồng tôi đi vườn. Dạ. Chồng tôi đi vườn, tôi đợi chồng tôi về để nấu cơm. Dạ. Ăn chung với nhau, cái nó điện lại tôi vui rồi, cẳng hết trơn mà điện mặt mờ mà mở, tôi hỏi cái gì ông nội. Ba vợ con nhảy xong chết rồi. Tôi nói cái gì mà chết. À, tôi làm vậy đó. Giờ cái ông chồng tôi nói mày thấy chết sự thật thiệt ha, thấy không? Nó nói chết sự thật rồi. Tôi nói đó, mày làm nhỏ chết dầu bây giờ nhỏ chìm như nước, mày mò ở đâu ra. Nó nói thọt tay xuống nó mò, không có đụng nữa. Giờ tôi nói vậy là chết sự thật rồi, còn gì nữa. Giờ mày có la nàng lên cho tài lợi tiếp chứ không? Nó nói còn có la. Giờ tôi mới hỏi nó chứ giờ như vậy chết sự thật thì con vô con báo công an đi. Nó mới bận xuồng vô nó báo công an. Còn,